đến lúc xuôi tay về các mùi dọn dẹp thân mình tay chân tay ấy vậy mà cũng vì cái chữ danh kia rồi nỗi tổ chúng tôi tạo ra biết bao khổ hận. Cũng chỉ vì cái chữ danh kia mà bao thế hệ chúng tôi phải gánh chịu đau sầu. Dù nát ruột bầm gan cũng biết đoàn chia lìa. Ngoại tổ của em chuyên nghề dệt theo truyền nuôi dài con cháu nối nghề ở hương làng đông. Làng ở bên kia chân nuôi phía tây, nội tổ của anh cũng nghề dệt theo truyền nuôi. Để có áo cắm bao ngày hoàng hôn, tấm phong lệnh vua đã ban truyền cho hai. Thầm mái áo rồi dẫn đến triều đình bởi tay của một gã lái buôn. Rồi ai có ngờ đâu oán thù xưa lại càng thêm cao ngất khi chiếc áo của làng Tây đã được nhà vua chọn mặt bôi đăng triều. Bảo tuyệt vời sao đôi mắt của rồng nó sâu lắng ưu tư như nỗi lòng của chậm khi dẫn nước nguy nàng phải trăn trở suốt canh không. Rồi ông ngoại tổ của em nhục nghề đơn đau không ngủ không ăn, rồi một tuần sau ông nhắm mắt từ đó lục ban ra làng nghiêm cấm trai gái đồng tay thân thiết giao tình. Rồi cha của anh và mẹ em trót yêu nhau mà nào đâu dám ngỏ, chỉ mỗi khi trăng rằm nơi lưng chừng núi lên cao kia bất ngờ bị ông bà hai nhà bắt gặp chỉ nghiêm. Cánh tay của cha anh bị nát xương, còn cánh tay của mẹ em đau liệt. Đến khi anh và em yêu nhau cũng lắm đoạn trường khổ ải, tuy sống tối dương trần nào khác kẻ âm
vì chuột lập gia đình cùng người vợ chẳng yêu thương. Em nát lòng quyến sinh rồi cùng người ở gái.